Xin kính chào quý vị và chào mừng quý vị đến với chương trình Sống Khỏe với bác sĩ Wintran, được phát trực tiếp trên kênh YouTube chính thức của tôi là Dr. Wintran Official. Kính thưa quý vị, trong đại dịch Covid-19, rất là nhiều quý vị chắc đã nghe nhiều người nói về lý do tử vong do cơn bão cytokine, và rất là nhiều người khác lại hỏi tôi về cơn bão bradykinin và tại sao những bệnh nhân mắc Covid-19 thường có cái tiên lượng là cái khả năng sống sót rất thấp nếu như cơ thể có những cơn bão này. Thì video này tôi sẽ nói kỹ hơn về hệ miễn dịch và giải thích cho quý vị nghe cơn bão cytokine được hình thành như thế nào, và đặc biệt là vai trò của cơn bão này nó như thế nào trong tình trạng bệnh nhân Covid-19. Và bài video này cũng là một phần trong những cái chuỗi video tôi nói về hệ miễn dịch, cũng giống như là cái số bài nói chuyện về làm bác sĩ không khó dành cho các bác sĩ nội trú và sinh viên y khoa. Đầu tiên chúng ta phải hiểu cytokine là gì. Thì cytokine là các protein tín hiệu tạo ra từ các tế bào trong cơ thể để gửi ra tín hiệu cho các tế bào khác. Giống như là mỗi tế bào như là có một cái cell phone, chúng ta gửi tín hiệu tới người thân hay là bạn bè của chúng ta, nói cho chúng ta biết cái tình trạng của họ như thế nào, cũng giống như là tình trạng của chúng ta như thế nào. Và tất cả những tế bào trong hệ miễn dịch của chúng ta đều có khả năng liên lạc với nhau thông qua những cái interleukin hay còn gọi là cytokine. Thì mỗi cái tín hiệu này chúng ta phân loại ra khác nhau. Ví dụ như là interleukin số 1, số 2, số 3, rồi interferon. Thì tất cả những tín hiệu này khi mà được tiết ra từ một tế bào khác nhận được thì họ sẽ hiểu là có chuyện gì đang xảy ra với tế bào này. Thì đây là một cái cách mà hệ miễn dịch chúng ta liên lạc hàng triệu, hàng tỷ tế bào với nhau. Khi mà một trong những tế bào này chẳng may có vấn đề gì, ví dụ như bị nhiễm trùng, bị viêm xương, thậm chí bị ung thư, thì thông qua cytokine, những tế bào này sẽ nói cho tế bào khác ở gần đó biết là tình hình mình như thế nào. Khi mà chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái hệ thống miễn dịch của chúng ta rất là kỳ diệu. Là tại vì chúng ta có hàng trăm loại tế bào khác nhau và chúng ta tiết ra hàng trăm hàng tỷ những cái protein tín hiệu như thế này, và tất cả những cái tín hiệu này nó hoạt động nhịp nhàng với nhau, giống như là quý vị bây giờ đang xài Facebook hoặc đang xài cell phone, quý vị nhắn tin cho người khác, báo cho người ta biết là mình đang như thế nào hoặc là mình muốn ăn cái gì, có coi phim này chưa, ví dụ là như vậy. Thì tương tự như một bộ quốc phòng của một quốc gia lập tức báo động khi mà có bên ngoài xâm lăng vào, thì chúng ta lập tức phát tín hiệu ra, và thường những cái tín hiệu này là thông qua cytokine. Thì tôi nhắc lại tí xíu là chúng ta có hai loại tế bào miễn dịch, là cái loại miễn dịch có sẵn hay là tự nhiên, ví dụ như tế bào đại bạch cầu, đại thực bào, lớp da, rồi nước miếng của chúng ta. Đây là những cái tế bào hoặc là những cái cơ quan để bảo vệ cơ thể của chúng ta ngay lập tức khi mà có vi khuẩn hoặc vi trùng vào cơ thể. Cái loại tế bào miễn dịch thứ hai là tế bào miễn dịch thu được, có nghĩa là cần phải học hỏi và nhớ, thì bao gồm tế bào B cell, tế bào T cell hoặc là những tế bào kháng thể đặc hiệu. Thì tất cả những tế bào này phải gặp một lần cái bệnh đó, cái virus đó, cái vi khuẩn đó, nó mới nhớ mặt, và lần sau khi mà có virus hay vi khuẩn đó vào cơ thể thì nó sẽ lập tức tấm chặn. Thì đó là cái cách mà chúng ta chích vaccine, là chúng ta tạo ra hệ miễn dịch. Lưu ý là hai loại tế bào này, tế bào miễn dịch tự nhiên hay là có sẵn đó, và tế bào miễn dịch thu được, đều làm việc chung với nhau rất là hiệu quả và nhẹ nhàng thông qua các tín hiệu cytokine mà tôi nói ở trên. Thì chính vì vậy, quý vị nghe tới đây cũng hiểu rằng là hệ thống tín hiệu cytokine này nắm vai trò cực kỳ quan trọng trong cái việc kiểm soát tổn thương, viêm xương và phục hồi. Tôi nói ví dụ như khi mà chúng ta có một cái vết cắt ở trên da, thì lập tức các tế bào tiểu cầu chạy lại tới cái vết cắt này. Và các tế bào tiểu cầu này tiết ra những cái tín hiệu interleukin là cytokine đó, báo cho những tế bào khác, hey, chạy lại đây, để cho tất cả những tế bào khác chạy tới đây, giúp cho cái việc chảy máu bị ngưng lại. Và ngay lập tức thì những cái mô này tổn thương sẽ được phục hồi, được sửa bởi những cái tế bào khác chạy tới. Thì vết thương sau đó lập tức được hàn gắn lại, cái vùng vết thương được dọn sạch, không còn vi khuẩn, và cơ thể chúng ta lại tiếp tục. Thì quý vị thấy rằng cái tín hiệu nó quan trọng như vậy. Thì khi virus vào cơ thể thì cách hệ miễn dịch nó sẽ phức tạp hơn tí xíu. Tại quý vị phải hiểu là virus nó vào bên trong tế bào của chúng ta, chứ nó không có nằm bên ngoài. Thành ra cái sự thông minh liên kết giữa những tế bào lại càng quan trọng hơn. Thì thường virus vào bên trong tế bào rồi,
dùng chính những cơ quan của tế bào để sản xuất cái protein, sản xuất ra một cái gene mới và tiếp tục cái vòng đời của con virus. Những tế bào nào mà đã bị nhiễm virus rồi sẽ lập tức phát một cái tín hiệu cho những tế bào gần đó là tôi đã bị nhiễm rồi, nhà tôi đã có người lấy. Thì bằng cách khác, thường là những tế bào đại thực bào hoặc những cái tế bào miễn dịch khác sẽ lập tức giết cái tế bào này để giết luôn cái virus ở bên trong. Thì đó là cái trường hợp mà chúng ta thấy hay gặp ở những cái loại virus thông thường, virus cảm hoặc những virus khác, và đó là cách mà hệ miễn dịch chúng ta diệt con virus, là diệt luôn cái tế bào có chứa virus ở bên trong đó. Rồi, nói tới đây thì chắc quý vị bắt đầu hiểu rồi. Thì cái cơn bão cytokine xảy ra khi hệ miễn dịch chúng ta phản ứng quá mức, sản sinh ra quá nhiều tín hiệu tế bào viêm xương, khiến cho cái sự hỗn loạn và các tế bào này không hiểu là họ đang nên làm gì nữa. Cũng tương tự như quý vị đang nhắn tin cho mọi người nói chuyện, lập tức bây giờ tin nhắn quý vị nhận 1.000 cái tin nhắn. Có nghĩa là tin nhắn cứ tới liên tục, chúng ta không có thể nào mà nhắn tin cho người khác mà chúng ta cứ nhận được, hoặc là chúng ta gửi đi quá nhiều tin nhắn. Thì bằng cách đó chúng ta không biết tin nào là thiệt, tin nào là giả, và cái hệ miễn dịch của chúng ta cũng giống như cái bộ quốc phòng, không có còn biết đâu là quân thù, đâu là bạn. Thì cái con virus SARS-CoV-2 này nó sản sinh, nó vào bên trong tế bào rồi, nó sản sinh ra rất là nhiều, rất là nhanh, và dẫn tới nhiều tế bào bị nhiễm cùng một lượt, và những tế bào này lại tiết ra những cái tín hiệu cytokine quá nhiều, khiến cho cái hệ miễn chúng ta bị rối loạn, không có hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Lượng cytokine vì vậy tăng đột biến, tại vì do những tế bào bị nhiễm quá nhiều. Tình hình lúc này là giống như là rất là nhiều quân thù đã đi vào rất là nhiều cái nhà dân ở bên trong thành phố của chúng ta. Chúng ta không còn khả năng phân biệt được đâu là bạn, đâu là thù. Và cái khó của hệ miễn dịch lúc này là không phân biệt được, thì nó sẽ tấn công lung tung và tấn công hết những tế bào lành lẫn tế bào không lành. Nó tấn công vào những cơ quan chứa những tế bào này, ví dụ như phổi, dẫn đến khó thở, bị viêm phổi, mạch máu, dẫn đến viêm mạch máu, chúng ta bị chảy máu hoặc là bị cục máu đông, tới những cơ quan khác, ví dụ như não, thì khiến chúng ta bị mệt mỏi hoặc là nhức đầu. Thì lúc này cơ thể chúng ta lại càng phản ứng nhiều hơn nữa, tại vì quá nhiều tế bào tín hiệu thì nó lại càng sản sinh ra nhiều tế bào miễn dịch, giống như là một cái cơn tổng động viên. Lúc này thì cả cơ thể chúng ta trở thành một cái chiến trường, nơi đó thông tin hỗn loạn, tại vì có quá nhiều virus làm tế bào chúng ta bị nhiễm, cũng giống như là có quá nhiều tế bào bị viêm nhiễm lại càng gửi thêm tín hiệu ra ngoài. Kết quả thì quý vị cũng đoán là mọi thứ nó hỗn loạn lên, và bây giờ chúng ta không phân biệt được những cái tế bào trong hệ miễn dịch tấn công vào chính cơ quan của chúng ta. Và đây là lý do khiến cho những cái người mà bị bệnh COVID-19 nặng, bị bão cytokine, bị tổn thương nặng nhất, tại vì chính hệ miễn dịch tấn công vào những cái cơ quan này, đặc biệt là phổi, khiến cho phổi bị sưng, khiến cho phổi bị phù nề, khiến cho bệnh nhân phải đặt máy thở và nhiều trường hợp dẫn đến tử vong. Cách mà chúng ta chuẩn đoán cơn bão cytokine là như thế nào? Thì thường là chuẩn đoán bắt đầu bằng bệnh sử COVID-19, thường là bệnh nặng, những cái triệu chứng lâm sàng, hình ảnh và xét nghiệm lab. Bệnh nhân COVID-19 có bão cytokine thường là ở khoa ICU, là khoa hồi sức cấp cứu, thường là ở trong tình trạng nặng như là họ phải thở máy và các triệu chứng khác, ví dụ như là mê man, bị sốt hay là bị thiếu oxy. Hình chụp CT thường cho thấy là viêm xương phù phổi hoặc là viêm phổi ở hai bên. Thì các xét nghiệm lab được xem là chìa khóa để chẩn đoán bão cytokine, thì các chỉ số lab thường là cao, ví dụ như là interleukin, là những cái chỉ số của tế bào leukocyte, những tế bào mạch máu, những tế bào bạch cầu lympho, tiểu cầu, CRP, tất cả những cái tế bào mà bên viêm xương đều tăng hết. Và đặc biệt là nồng độ IL-6 là interleukin số 6 và ferritin là một trong những cái chỉ số nguy hiểm có thể tiên lượng tử vong cao do miễn dịch. Thì đó là bão cytokine. Còn cái bão bradykinin thì như thế nào? Thì bradykinin là một cái loại protein tín hiệu viêm có tác dụng làm mở mạch máu. Thì cái protein này thường là bảo vệ cơ thể chúng ta. Khi mà chúng ta bị tổn thương, bị đứt tai hay viêm xương thì lập tức cái vùng đó nó làm tăng cường để máu chảy tới, mang theo dinh dưỡng, mang theo những tế bào khác, giống như là mở đường ra để xe cứu thương rồi xe xây dựng tới cái vùng mà tổn thương để phục hồi xây dựng lại. Cái vấn đề là khi mà bradykinin quá nhiều gây vấn đề, tại vì bradykinin cũng nắm vai trò trong dẫn xuất các tín hiệu đau
và giúp các tế bào miễn dịch khác gom lại đây. Những cái nghiên cứu khác chỉ ra từ lâu á, bradykinin có thể là nơi bắt đầu của các cơn bão cytokine. Quý vị cũng có thể tưởng tượng được, khi mà chúng ta bị tổn thương như vậy, chúng ta cần phải gửi chất dinh dưỡng tới, gửi những tế bào tới để phục hồi. Thì bradykinin kêu những tế bào tới, những tế bào này tới rồi, nó lại tiết ra những cái tín hiệu khác, gọi là cytokine. Như vậy, cái cơn bão từ từ nó càng lớn mạnh hơn. Càng nhiều có bằng chứng chỉ ra là cái bradykinin này rất là quan trọng. Và tôi có nói COVID-19 cơ bản là một cái bệnh lý về mạch máu, chứ không phải bệnh phổi nha. Tại vì tất cả những cái virus SARS-CoV-2 tấn công vào những cái mạch máu ở phổi, khiến cho phổi bị sưng phù nè, cuối cùng bị viêm phổi và phổi bị sơ đi. SARS-CoV-2 này cũng tấn công nhiều mạch máu ở nhiều nơi khác, khiến cho bệnh nhân bị đau khớp, bị mệt mỏi và rất là nhiều cái triệu chứng khác. Chữa trị bão cytokine như thế nào? Thì hiện nay cái cơn bão cytokine là cái mức phản ứng cao nhất của cơ thể và phản ứng cuối cùng của hệ miễn dịch. Vì vậy cái cách chữa quan trọng nhất là phải ngăn ngừa trước khi cơn bão này xảy ra. Nếu như cơn bão này đã xảy ra rồi thì các tế bào miễn dịch chúng ta đã tấn công lung tung, phá hết những cái cơ quan khác. Thì cái cách quan trọng thứ hai là dùng thuốc ức chế hệ miễn dịch rất mạnh để đè xuống toàn bộ hệ miễn dịch. Các thuốc ức chế hệ miễn dịch là gì? Là thuốc kháng IL-6, ví dụ như tocilizumab. Cái thuốc này tôi cũng đã từng nói trong những chương trình trước là đã gần đây được chấp thuận để chữa bệnh COVID-19. Lưu ý là thuốc này cũng là cái thuốc chữa viêm xương khớp. Và cái thuốc khác là thuốc steroid, hoặc thuốc khác hơn là những cái thuốc hóa trị. Tất cả những thuốc này đều là những thuốc ức chế hệ miễn dịch, đè hệ miễn dịch xuống. Thì bằng cách đó chúng ta hy vọng có thể kiểm soát được cơn bão này. Quý vị nghe tới đây cũng thấy là những thuốc này khá là quen thuộc, tôi nói hoài, tại vì đây là những thuốc này nằm trong cái chuyên khoa của tôi, là cái chuyên khoa về cơ xương khớp và hệ miễn dịch. Cái điểm nguy hiểm là những cái thuốc ức chế hệ miễn dịch này có thể làm cho hệ miễn dịch chúng ta yếu đi, giống như chúng ta ghim lại toàn bộ các bộ quốc phòng của một đất nước, khiến cho đất nước này không có khả năng tấn công nữa. Như vậy thì nhiễm trùng hoặc là những cái bệnh khác nhân cơ hội này có thể tái phát. Tôi nói ví dụ như là viêm gan CVB hoặc là bệnh lao phổi, rất là nhiều cái con virus hoặc vi khuẩn khác nhân cơ hội này, khi mà nó thấy hệ miễn dịch yếu rồi, nó sẽ bùng phát lên và bệnh nhân có thể có những biến chứng nguy hiểm hơn. Nói tóm lại, cytokine là các tín hiệu tế bào tiết ra để liên lạc với nhau. Bão cytokine xảy ra khi mà hệ miễn dịch chúng ta phản ứng quá mức và có quá nhiều tín hiệu tế bào tiết ra, khiến cho các tế bào miễn dịch mất đi sự liên lạc chính xác, dẫn đến sự nhầm lẫn trong tấn công các cơ quan của chính cơ thể mình và dẫn tới suy đa cơ quan. Bradykinin là một cái protein quan trọng có chức năng co giãn mạch máu, dẫn sức chuỗi phản ứng đau và chuỗi phản ứng viêm sưng ở vùng mô bị tổn thương. Thì trong COVID-19, bradykinin có thể có một vai trò quan trọng, và khi nó liên kết với những tế bào khác có thể bắt đầu cái cơn bão cytokine. Và hy vọng rằng quý vị nghe tới đây sẽ cảm giác là hệ miễn dịch chúng ta là một bộ máy tuyệt vời, phải không quý vị? Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Sống Khỏe với bác sĩ Nguyễn Trang, và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.